quý vị và các bạn. Em xin chào quý chị em trong hội dòng. Thưa quý vị, tôi đang đứng trong khuôn viên của hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, mảnh đất thân yêu của hội dòng. Trong chúng tôi, ai cũng mang tâm tình tri ân Thiên Chúa và Mẹ Hiền Vô Nhiễm, tri ân hai Đức Cha Tổ Phụ kính yêu và quý chị tiền bối đã dày công vun đắp hội dòng. Từ khi thành lập cho đến nay, hội dòng chúng tôi đã trải qua 20 lần hội nghị và bước vào trăm năm thứ hai. Hội dòng cùng hân hoan đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần qua hội nghị dòng lần thứ 21 này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng chị em chúng tôi nhìn lại thời gian ân sủng của hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chúc niềm tin đắp xây tương lai mai ngày, xin trao gửi bàn tay hội nghị dòng ở đây trong vầng tim mỗi ngày. Hội nghị dòng ở đây trong lời kinh vọng bay, ngàn ngàn con tim đang rực say ngất ngây. Chúng tay ta cùng đắp xây hội dòng, nhịp bước tiếng nói có Thánh Linh đưa đường. Dù bao gian lao kiên trung sống sư mạng, chiều mai thu mai cũng bay ta lên đường, cùng nhau làm nên bao giấc mơ. Kính thưa tất cả quý vị và quý chị em thân mến, tất cả chúng em, những người trẻ của hội dòng và cách riêng là lớp đại tập, chúng em cảm thấy mình thật may mắn khi được sống trong bầu khí chuẩn bị cho hội nghị dòng lần thứ 21 này. Chúng em đang hướng về hội nghị dòng mỗi ngày với cả con tim của chúng em. Dòng ở đây trong lời kinh vọng bay, ngàn ngàn con tim đang rực say ngất ngây. Chúng tay ta cùng đắp xây hội dòng, nhịp bước tiếng nói có Thánh Linh đưa đường. Dù bao gian lao kiên trung sống sư mạng, chiều mai thu mai cũng bay ta lên đường, cùng nhau làm nên bao giấc mơ. Xin trao gửi bàn tay hội nghị dòng ở đây trong vầng tim mỗi ngày. Hội nghị dòng ở đây trong lời kinh vọng bay, ngàn ngàn con tim đang rực say ngất ngây. Chúng tay ta cùng đắp xây hội dòng, ngàn ngàn con tim đang rực say ngất ngây. Chúng tay ta cùng đắp xây hội dòng, ngàn ngàn con tim đang rực say ngất ngây. Chúng ta cùng đắp xây hội dòng. Thưa chị, vậy hội nghị dòng từ 21 sắp diễn ra, vậy tư cách là một người viên của hội nghị dòng, chị sẽ có rất nhiều ưu tư và thao thức. Xin chị có thể chia sẻ cho chúng em những ưu tư và những thao thức của chị về hội nghị dòng 21 không ạ? Hội nghị dòng lần thứ 21 này có tầm quan trọng. Thứ nhất là căn tấn luật sống và nội quy của hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, đáp lại lời mời gọi của bộ các hội dòng thánh hiến và tu đoàn tâm đồ theo định hướng rượu mới trong bầu giao mới của đời sống thánh hiến 50 năm sau Công đồng Vatican II. Và thứ hai
là bầu bề trên và ban điều hành của hội dòng cho nhiệm kỳ mới 2021 và 2025. Vì vậy các hội nghị viên rất cần được ơn Chùa Thánh Thân soi sáng để thực hiện tốt hai việc nói trên theo đúng ý Chúa. Dạ, tụi em xin cảm ơn chị về những ưu tư và những thao thức của chị cho hội nghị nhân. Phượng, Phượng ơi, cho nhiệm hỏi điều này nha. Chúng ta đang sống tại nơi mẹ và trong bầu khí chị em chuẩn bị cho hội nghị dòng 21 sắp tới. Vậy thì Phượng được thôi thúc điều gì nhất? Đối với bản thân của em thì em được thôi thúc nhất đó là cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các thành viên tham dự hội nghị và cách đặc biệt là ở trong thánh lễ, rồi cách giờ kinh qua tràng chuỗi mân côi và những công việc hàng ngày thì mình ý thức để cầu nguyện cho hội nghị dòng hơn. Và điều thứ hai nữa là em cũng cảm thấy mình ý thức hơn nữa trong việc đào luyện chính bản thân của mình để được trưởng thành hơn, cộng tác với quý chị xây dựng hội dòng. Còn chị Nhiệm thì sao? Nhiệm được thôi thúc sống tinh thần của người con Đức Mẹ vô nhiễm với sự chân thành, trong sáng và Nhiệm ước mong đem niềm vui đến những người mà Nhiệm gặp gỡ, tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày đó. Cảm ơn chị Nhiệm. Linh ơi, chị được biết hội nghị dòng sắp tới, quý chị cũng sẽ lưu tâm hướng đến những người trẻ. Vậy là người trẻ trong hội dòng, em có suy nghĩ gì về điều này? Bản thân em cảm nhận được Chúa thương những người trẻ chúng em, ngang qua những ưu tư và những thao thức của quý chị. Em cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc vì được quan tâm đặc biệt như vậy, giúp bản thân em cũng như những người trẻ trong hội dòng nhận ra được giá trị và tầm quan trọng của tuổi trẻ để sống tâm tình biết ơn đối với Chúa và đối với hội dòng. Từ đó thúc đẩy chúng em sống hết mình cho Chúa và hết mình với ơn gọi con Đức Mẹ vô nhiễm. Em hy vọng qua hội nghị dòng sắp tới, những người trẻ chúng em có nhiều cơ hội dùng tuổi trẻ của mình phục vụ và cống hiến cho sứ mạng của hội dòng nhiều hơn. Ồ, chị cảm ơn em nhé. Chúc em luôn hạnh phúc. Tâm linh của người con ở xa nuôi mẹ. Trong những thời khắc cuối cùng chuẩn bị bước vào hội nghị dòng lần thứ 21, trong em như dâng trào thật nhiều những nỗi niềm cảm xúc. Tạ ơn Thiên Chúa vì 100 năm hồng ân đảo qua, xin tỉnh thảo có tình yêu Thiên Chúa khoan phòng 100 năm mới đang mở ra với việc khai mở hội nghị dòng lần thứ 21 này. Trong sự mong chờ một thần khí mới xuống trên hội dòng, em thật sự hân hoan đón chờ và tin tưởng hoạt động của Chúa Thánh Thần. Em được mời gọi hăng hái để tiếp bước. Em nguyện xin Chúa Thánh Thần đặt để vào lòng quý chị tham dự viên sự khao khát, sự thao thức cho hội dòng. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho mỗi chị em mình được ngạc nhiên hơn nữa trong ân sủng của Người, trong nỗ lực sống niềm vui rượu mới, bầu da mới. Hiện nhất trong đức ái, tin chắc rằng với sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, tất cả chị em sẽ mở lòng ra với việc khen tân hiến luật và nội quy. Chúng em hứa cùng với quý chị xây dựng hội dòng bằng khối óc, con tim, bàn tay, quyết tâm. Chúng em sẽ là hậu phương vững chắc cho quý chị trong lời cầu nguyện và hy sinh. Những con tim, những tấm lòng của tất cả chị em trong hội dòng đang hướng về nôi mẹ, nơi sẽ diễn ra hội nghị dòng lần thứ 21. Chính Thiên Chúa đang thôi thúc và làm cho chị em chúng ta được hiệp nhất trong đức ái, cùng nhau lắng nghe thần khí để 100 năm mới của hội dòng được diễn ra trong tình yêu và bình an. Ngàn ngàn con tim đang rực say ngất ngây, chung tay ta cùng.